Chào mừng bà con đã đến với thế giới vật tư nông nghiệp TG ha con ha. Thì hôm nay thì giới thiệu cho bà con một số cái dòng nhập khẩu để dùng để phục hồi cây sầu riêng. Thì đây là chủ cửa hàng chuyên cung cấp những cái giải pháp mà dinh dưỡng nhập khẩu từ các nước như là Úc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hôm nay thì cửa hàng mới về thêm một cái dòng sản phẩm chuyên để phục hồi. Sản phẩm là phục hồi thần tốc của Thổ Nhĩ Kỳ. Phục hồi thần tốc Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Thì cái sản phẩm này thì nhập từ nguyên cái can từ Thổ Nhĩ Kỳ thôi con ha. Thì với công dụng là kích rễ nè, phát triển mạnh nè, dưỡng rễ, điều chỉnh độ pH của đất, để giúp cây đâm chồi khỏe, kéo đọt nhanh, đẻ nhánh nhiều, cải thiện cấu trúc đất, làm cho đất tơi xốp hơn với thành phần cái chất hữu cơ, tăng năng sức và khả năng đậu hoa, tăng khả năng đậu trái, giúp trái tròn đều. Thì cái dòng này thì cái thành phần hữu cơ nó tương đương khoảng 35% con ha, 33% hữu cơ. 1,5% kali hữu hiệu, 1,5% đạm và 2,8% kali hữu hiệu với tỷ trọng là 1.2. Thì được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha hay do công ty Việt Nông phân phối. Thì với một cái can này sử dụng từ 10.000 đến 15.000 lít nước, thì tưới cũng được, phun cũng được, và những nó sử dụng giai đoạn mà sau khi chúng ta phục hồi hoặc là những cái cây con đó con ha, những cái cây con cây tơ thì muốn cho cái cây ăn cành lớn nhanh, cây rễ nhanh buông đột mạnh ha, thân cành to và trái lớn đều, đặc biệt là cái khi mà chúng ta sử dụng cho những cái cây tơ con ha thì cái thân cành rất là to, tạo những cái cơ nhánh, những cái cơ đột mà nó đồng đều để giúp cây nó lớn nhanh hơn và cây nó chắc khỏe hơn. Đây là những cái thành phần hữu cơ thì chúng ta có thể sử dụng thay thế hoàn toàn những cái dòng phân hóa học để giúp tạo cái bộ rễ nè, tạo cây đọt, đồng thời nuôi trái cũng được thôi con ha. Thì đây là những dòng phân sản phẩm nhập nên thấy là cái chất lượng nó rất là ok thôi con ha. Cái hành này rất là chắc chắn. Thì đây là một trong những cái dòng kết nối từ những cái sản phẩm nhập của cửa hàng như là cái thằng Aubergine Gold. Aubergine Gold hiện nay cũng đang rất là hot thôi con ha. Với thành phần hữu cơ 50%. Còn là cái như dòng Lách Demon, Red Demon hay dòng Rút Soi. Đây là những cái dòng chuyên biệt để phục hồi cũng như là cái giai đoạn mà tạo những cái độ chắc khỏe. Thì hiện nay thì bà con, một số bà con mình ở khu vực miền Tây cũng như khu vực Tây Nguyên thì cũng đang phục hồi cũng như là tạo cái giai đoạn cuối cùng để ra bông, làm bông làm trái con ha. Thì nó cần những dòng dinh dưỡng nhập để đó. Thứ nhất là những dinh dưỡng nhập thì nó hàm lượng thành phần hữu cơ rất là cao hoặc cái độ pH rất là ổn định thôi con ha. Thì bà con mình sử dụng thì yên tâm mặt chất lượng hay gì mà thì cái cơ cấu dinh dưỡng nó cao và nó ra cái chồi rất là khỏe ha con ha. Thì chúng ta sử dụng thì cái độ hấp thu nó cao hơn những dòng nội địa trong nước, đồng thời chúng ta có thể thay thế được những dòng phân hóa học không con ha. Thì hiện nay thì phân hóa học đang tăng cao thì chúng ta sử dụng những cái dòng dinh dưỡng tưới này thì nó là một cái giải pháp mà thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là tạo được cây chắc khỏe không con ha. Thì bà con mình có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm nhập đến từ cửa hàng Việt Nam. Rồi xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.